Hôm nay, 14 tháng 11, ngày Thế giới phòng chống bệnh đái tháo đường, một trong những bệnh mãn tính phổ biến nhất trên thế giới. Và căn bệnh này đang trở thành vấn đề sức khỏe mà cộng đồng đặc biệt quan tâm đến anh Gia Hiếu. Theo Hiệp hội phòng chống đái tháo đường thế giới, năm 2021 trên toàn cầu, cứ 10 người trưởng thành thì có hơn 1 người mắc bệnh đái tháo đường. Tại Việt Nam, tỷ lệ người mắc bệnh này cũng đang tăng nhanh, với khoảng 7 triệu người mắc. Hơn 55% bệnh nhân đã biến chứng như tim mạch, mù lòa, suy thận và đoạn chi. Tuy nhiên, căn bệnh nguy hiểm này có thể ngăn ngừa được nếu bệnh được phát hiện sớm và kiểm soát tốt. Đái tháo đường là căn bệnh ngày càng phổ biến. Theo thống kê, đồng bằng sông Cửu Long là khu vực có tỷ lệ mắc đái tháo đường cao nhất cả nước. Khoảng 25% bệnh nhân đái tháo đường sẽ tiến triển đến loét chân. 70% bệnh nhân có vết loét bàn chân đái tháo đường tử vong trong vòng 5 năm. Đáng báo động là nhiều người bị đái tháo đường nhưng lại không hề hay biết. Và bệnh đái tháo đường nếu không được phát hiện kịp thời sẽ dễ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm. Thống kê cho thấy thì khoảng 50% người bị đái tháo đường bị tổn thương thần kinh, thường là gây vết loét ở bàn chân. Tuy nhiên, nhiều người đã đánh giá sai tình trạng bệnh dẫn đến hoại tử. Gần đây, Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long tiếp nhận nhiều bệnh nhân đái tháo đường hôn mê nguy kịch do không tuân thủ pháp đồ điều trị. Như của ông này có tiền sử bệnh đã 10 năm. Trước đó, ông tự mua thuốc theo toa cũ để điều trị vết loét ở chân phải, dẫn đến hoại tử, nhiễm trùng huyết nặng. Một bệnh nhân được chẩn đoán là đái tháo đường, nếu mình không kiểm soát tốt ngay thời điểm ban đầu thì nó đưa ra một cái hệ lụy phía sau rất là nhiều. Cái hệ lụy đó là bệnh nhân sẽ bị tổn thương về biến chứng mạch máu. Thì biến chứng mạch máu nó có biến chứng mạch máu lớn cũng như là biến chứng mạch máu nhỏ. Thì đối với biến chứng mạch máu lớn thì nó có biến chứng về tim nè, bệnh nhân có thể bị nhồi máu cơ tim hoặc bị suy tim. Biến chứng về não thì bệnh nhân có thể bị đột quỵ, tai biến mạch máu não. Và biến chứng một cái mạch máu lớn nữa đó là bệnh nhân bị tắc mạch chân và dẫn đến đoạn chân. Theo các bác sĩ, đái tháo đường là bệnh lý mãn tính kéo dài, người bệnh phải chung sống với nó cả đời. Mặc dù căn bệnh này chưa thể chữa khỏi, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát bằng chế độ ăn uống hợp lý và lối sống lành mạnh. Việc phát hiện bệnh sớm cũng có thể tránh được các biến chứng nguy hiểm về sau. Chúng ta phải nên khám sức khỏe thường xuyên để chúng ta theo dõi vấn đề đường huyết ở những cái lứa tuổi, ví dụ từ 35 hoặc 45 tuổi trở lên, hoặc là những cái đối tượng, cái yếu tố nguy cơ bị đái tháo đường như là cha mẹ bị đái tháo đường, hoặc người thân trực hệ bị đái tháo đường, hoặc là những người cao huyết áp, rối loạn lipid máu vân vân. Khi chúng ta bị đái tháo đường rồi thì chúng ta làm sao phòng ngừa cái biến chứng của đái tháo đường? Nó hai cái loại biến chứng cấp và mãn, thì vấn đề cấp tức là làm sao cho đường huyết chúng ta đừng có cao quá để cho tình trạng gì gia tăng nó ảnh hưởng đến vấn đề chuyển hóa trong cơ thể mình, tình trạng tăng đường huyết hoặc là hạ đường huyết đó là gây nguy hiểm, chúng ta phải nhập viện. Phòng ngừa biến chứng mãn nó đòi hỏi là sự tuân thủ điều trị, tức là chúng ta phải được điều trị đầy đủ. Các bác sĩ cũng khuyến cáo khi có các triệu chứng như dùng da ở bàn chân thay đổi màu sắc, sưng nề, cảm giác đau hoặc châm chích ở bàn chân, mắt cá chân hoặc nhiễm nấm dùng bàn chân thì cần đến ngay cơ sở y tế để được các bác sĩ thăm khám kịp thời. Bởi đó là dấu hiệu của hoại tử da gây vết loét ở nơi xuất hiện. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu vừa làm việc với phía đối tác Hàn Quốc về việc thỏa thuận hợp tác đưa lao động sang làm thời vụ tại tỉnh Jeollado và Gyeongsangdo. Trước mắt sẽ tuyển chọn khoảng 100 lao động từ 25 đến 50 tuổi làm việc tại Hàn Quốc, tối đa là 8 tháng, với mức thu nhập hấp dẫn khoảng 38 triệu đồng một tháng. Người lao động sẽ làm các công việc liên quan đến nông nghiệp như là trồng trọt, thu hoạch nông sản. Khi tuyển chọn lao động đủ điều kiện, tỉnh Bạc Liêu sẽ phối hợp tổ chức học tiếng Hàn và các thông tin cơ bản về văn hóa, pháp luật nước sở tại trước khi đưa sang làm việc. Phía đối tác Hàn Quốc cũng đề nghị tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ làm các thủ tục hành chính cần thiết trước khi người lao động nhập cảnh. Năm nay cả nước sẽ có khoảng 153.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Con số này thì đạt đỉnh, tương đương năm 2009. Đây là dự báo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa công bố. Trong 10 tháng qua đã có 132.600 lao động xuất cảnh, đạt hơn 120% kế hoạch năm. Nhật Bản, lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc là ba thị trường dẫn đầu tiếp nhận lao động Việt Nam. Tiếp sau là các thị trường Trung Quốc, Hungary, Singapore, Romania, Ba Lan, Ả Rập Xê Út và các thị trường khác. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hy vọng trong những năm tới,
có thể duy trì được con số lao động đi làm việc ở nước ngoài. Hiện mỗi năm, các lao động này gửi về nước từ 3,5 đến 4 tỷ đô la Mỹ. Giải marathon với chủ đề Hương rừng U Minh dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 11 tới tại quảng trường văn hóa đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Cà Mau. Sự kiện năm nay có sự tham gia của khoảng 6.000 vận động viên. Giải marathon là sự kiện văn hóa thể thao nhằm giới thiệu quảng bá du lịch Cà Mau, đồng thời giới thiệu khu công nghiệp hiện đại khí điện đạm Cà Mau. Hoạt động cũng nhằm tạo điều kiện để du khách vừa tham quan vừa trải nghiệm, khám phá phong cảnh thiên nhiên, văn hóa con người, tiềm lực kinh tế của địa phương. Giải chạy còn nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc rèn luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, tầm dốc và chất lượng cuộc sống. Giải có các nội dung thi đấu ở các cự ly 42 km, 21 km, 10 km và 5 km cho các vận động viên từ 16 tuổi trở lên và các cự ly 1,2 đến 2,4 km cho các vận động viên từ 6 đến 12 tuổi. Lễ trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào tối ngày 26 tháng 11. Lần đầu tiên, cầu hôn, một kiệt tác kiến trúc biểu tượng giao thoa văn hóa Việt Ý ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã trở thành sàn diễn thời trang chuyên nghiệp. Với chủ đề Có hẹn với nụ hôn, các mẫu thiết kế được trình diễn đã góp phần lan tỏa cảm hứng về tình yêu và hạnh phúc thông qua ngôn ngữ thời trang. Màn trình diễn đã giới thiệu hơn 100 mẫu thiết kế thời trang mới nhất của hai nhà thiết kế Thủy Nguyễn và Phương Linh. Nhà thiết kế Thủy Nguyễn đã giới thiệu bộ sưu tập Ơi A Ơi À với hơn 50 thiết kế áo dài thuần Việt. Các trang phục được thiết kế với chất liệu và nghệ thuật thủ công truyền thống, kết hợp hình ảnh, họa tiết đặc trưng của nước Ý. Trong khi đó, nhà thiết kế Phương Linh nổi tiếng với những chiếc váy cưới xa xỉ đã tiên phong ra mắt bộ sưu tập hơn 60 chiếc áo cưới chuẩn phong cách Ý với dáng vẻ kiêu sa, lộng lẫy, tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ vào ngày hạnh phúc. Cái cảm giác rất là đặc biệt khi mà bộ sưu tập của Phương Linh được trình diễn ở trên những địa danh rất là nổi tiếng của Phú Quốc. Thì toàn bộ những mẫu váy khi mà bước ra trên con đường này, trên con đường runway này sẽ khiến cho tất cả khách mời sẽ được thăng hoa hơn, sẽ được nhiều cảm xúc hơn khi mà chiêm ngưỡng bộ sưu tập. Trong ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, cầu hôn với màn trình diễn thời trang ấn tượng đã trở thành nơi tôn vinh tình yêu và cái đẹp, là điểm chạm không biên giới, kết nối mọi khoảng cách, cảm xúc và kết nối hai nền văn hóa Việt Ý. Đây là lần thứ hai Fashion West trở lại với lại Nam Phú Quốc và thị trấn Hoàng Hôn, đặc biệt với sự kiện ra mắt của cầu hôn, một cái công trình kiến trúc, một cái kiệt tác được thiết kế bởi kiến trúc sư người Ý. Thì Long Canh tin chắc rằng sau sự kiện này thì đây cũng sẽ trở thành một trong những công trình biểu tượng đáng nhớ của năm 2023 và vươn tầm quốc tế. Khởi hành từ chuyến diễn du thời trang đầu tiên tại cây cầu vàng Banana Hills, Đà Nẵng năm 2018, đạo diễn Long Canh đã tạo nên một xu hướng mới, đưa sàn diễn thời trang đến với những không gian cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, kiến trúc độc đáo, công trình biểu tượng và trở thành chương trình có sức lan tỏa, truyền cảm hứng trong giới thời trang tại Việt Nam, đồng thời góp phần quảng bá du lịch Việt. Miền Trung đang trong đợt mưa lớn trên diện rộng, lũ các sông đang lên dẫn đến nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với nhiễu động gió đông, dự báo mưa lớn xảy ra từ Hà Tĩnh trở vào đến Khánh Hòa, vùng mưa tập trung từ Quảng Bình đến Khánh Hòa. Trong đó, trọng tâm mưa là khu vực Thừa Thiên Huế, Bình Định, lượng mưa từ 150 đến 300 mm, có nơi trên 500 mm. Ngoài ra, phía đông của Tây Nguyên cũng mưa to, lượng mưa có nơi trên 120 mm. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở các sườn đồi núi, tuyến đường đèo, lũ lên cao trên các sông, đặc biệt là các sông Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, có thể xuất hiện lũ cao từ báo động 2 đến trên báo động 3. Nhằm ngăn chặn tình trạng xói lở ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, sản xuất của hơn 300 hộ dân, tỉnh Bến Tre sẽ chi 105 tỷ đồng để khẩn cấp xây kè chống sạt lở ở bờ sông Giao Hòa, ở xã Giao Long, huyện Châu Thành. Dự án kè chống sạt lở có chiều dài khoảng 800 mét, thời gian xây dựng từ năm 2023 đến năm 2024. Ngân sách trung ương năm 2023 hỗ trợ 100 tỷ đồng. Phần còn lại do ngân sách tỉnh đối ứng. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư.
Khi hoàn thành, công trình còn đảm bảo ổn định tuyến đường DH03 dọc theo bờ sông Giao Hòa, chiều dài 45m. Một số đoạn kè đã được đầu tư và các công trình hiện có như cầu An Quá, tuyến quốc lộ 57B. Tin an ninh trật tự, vào tối hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Đắc liên quan đến vụ hành hạ con nuôi là bé gái 4 tuổi. Năm 2022, Trần Minh Đắc nhận bé gái này làm con nuôi và có đến Ủy ban Nhân dân phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang làm thủ tục. Đến tháng 10 năm 2022, Đắc đưa bé về xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau sinh sống. Ngày 5 tháng 11, Đắc đã nhiều lần đánh đập bé gây thương tích. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an tỉnh và Công an thành phố Long Xuyên vừa bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi mua bán sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, khuya ngày 12 tháng 11, kiểm tra một căn nhà tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, lực lượng phát hiện 2 nam, 1 nữ cùng nhiều bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng, 186 viên nén màu hồng nghi là ma túy, một đĩa sứ có chứa chất bột màu trắng, một cân điện tử và một số vật dụng liên quan đến việc sử dụng ma túy. Qua làm việc, Dương Phú Quý khai nhận tang vật trên là ma túy dạng ketamin và ma túy tổng hợp. Quý cất giữ để bán cho người nghiện. Khi đôi nam nữ đang mua sử dụng ma túy thì bị công an ập vào bắt quả tang cả ba người. Vận chuyển ma túy để lấy tiền công, người phụ nữ U60 Nguyễn Thị Lan, ngụ phường 1, thành phố Vĩnh Long, đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 20 năm tù. Phiên tòa diễn ra vào sáng nay. Theo cáo trạng, vào tối ngày 23 tháng 5, Công an tỉnh Vĩnh Long làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1, khu vực xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, thì phát hiện bị cáo Lan điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu kiểm tra. Lực lượng phát hiện Lan vận chuyển 6 bịch ni lông chứa ma túy với tổng trọng lượng hơn 323 gram. Bị cáo khai nhận vận chuyển ma túy thuê, mỗi lần trót lọt sẽ được trả tiền công từ 300 đến 400 ngàn đồng. Được biết, Lan có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Chuyển sang phần dự báo thời tiết. Kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch đang là thông tin đáng chú ý đối với người dân vùng hạ lưu các sông đồng bằng sông Cửu Long. Diễn biến con nước đợt này sẽ như thế nào, chị Hồng Giao? Vâng ạ, dự báo là giai đoạn đỉnh triều đợt này có thể xuất hiện vào hôm nay, ngày mai và ngày mốt. Mực nước tại trạm Mỹ Thuận sông Tiền có thể đạt ở khoảng 1m85 đến 1m9, tức là cao hơn mức báo động 3 từ 5 cho đến 10cm. Còn tại trạm Cần Thơ, sông Hậu thì từ 1m95 đến 2m, tức là sấp xỉ hoặc là thấp hơn mức báo động 3 là 5cm. Với dự báo này thì các tuyến đường trục thấp ven sông và ven kênh rạch có thể bị ngập úng vào chiều tối, mức độ ngập không sâu, chừng đến mắt cá chân. Quý vị vẫn có thể đi xe máy nhưng mà nên đi chậm và giữ khoảng cách an toàn với lại các xe khác. Chuyển sang các thông tin về thời tiết. Hôm nay sẽ là một ngày nắng mạnh và nóng trên toàn Nam Bộ. Dự báo thì nắng sẽ kéo dài gần chục tiếng. Tại thành phố Cần Thơ và các nơi khác ở miền Tây Nam Bộ, mức nhiệt phổ biến là từ 32 đến 34 độ. Lên đến miền Đông Nam Bộ, tại Đồng Phú, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh cũng khá cao, 33 đến 34 độ. Riêng chỉ có Biên Hòa chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Về chiều tối thì mưa dông sẽ xảy ra ở một số tỉnh thành, ven biển và ven biên giới miền Tây. Kèm theo đó là khả năng xảy ra lốc xoáy cũng như là gió giật mạnh gây nguy hiểm. Thành phố Phú Quốc, về chiều thì sẽ xuất hiện mưa dông cục bộ. Quý vị có các hoạt động vui chơi ngoài trời, hãy lưu tâm. Còn buổi sáng thì thời tiết đẹp, nắng ráo, nhiệt độ cao nhất hôm nay là 32 độ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, lúc này có mưa dông, tiềm ẩn lốc xoáy và gió giật mạnh. Mưa dông cũng sẽ xuất hiện ở cả vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau. Đáng chú ý là khu vực này còn có gió đông bắc mạnh cấp 5, cấp 6, có lúc giật cấp 7, biển động. Thời gian qua, nhờ sự hỗ trợ kịp thời về vốn, thì khoa học kỹ thuật từ các cấp đã giúp cho nhiều bạn trẻ tự tin biến những suy nghĩ, dự định của mình thành những mô hình sản xuất hiệu quả. Qua đó thì vừa cải thiện kinh tế gia đình và vừa đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Câu chuyện ghi nhận tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
tốt nghiệp Đại học Công nghệ Thông tin, có việc làm ổn định ở thành phố Cần Thơ. Nhưng cách đây 2 năm, chị Nguyễn Thị Diễm Trang đã từ bỏ công việc về khởi nghiệp với mô hình sản xuất và kinh doanh cây kiểng. Được hỗ trợ nguồn vốn vay 40 triệu đồng, chị Trang đã thành công với mô hình kinh doanh, mỗi tháng nhận về doanh thu hơn 30 triệu đồng. Trừ hết chi phí, lợi nhuận đạt gần 10 triệu đồng. Từ nhỏ thì em rất là thích cây cối. Thì em thích bông hoa với chăm sóc, như là em thấy cái cây mà nó phát triển, chỉ cần nó ra lá hoặc là ra tược là em cảm thấy rất là vui. Thật ra cái nghề này á, là nó vừa mình làm mình vui mà cũng đem đến hạnh phúc cho người khác nữa. Trong 3 năm qua, Nguyên đoàn Phụng Hiệp đã phối hợp với các ngành tổ chức hỗ trợ khoa học kỹ thuật cây con giống cho 56 đoàn viên thanh niên, triển khai 8 dự án khởi nghiệp và cho 40 đoàn viên thanh niên vay vốn khởi nghiệp với tổng số vốn gần 4 tỷ đồng. Xã Đoàn Sáp Hưng là có những cái cách làm hỗ trợ cho thanh niên là lập thân lập nghiệp. Tiêu biểu như thời gian vừa qua là chúng tôi kết hợp với là ngân hàng chính sách xã hội của huyện Phụng Hiệp là giải ngân vốn cho thanh niên đầu tư là phát triển các mô hình cũng như các ý tưởng khởi nghiệp. Bên cạnh đó thì cũng phối hợp với tổ kỹ thuật của xã hỗ trợ cho thanh niên về các dự án về nông nghiệp, về kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi. Nhờ đẩy mạnh phong trào đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, tính đến nay huyện Phụng Hiệp đã xây dựng được 15 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế sản xuất hiệu quả, cho thu nhập từ 50 triệu đến 200 triệu đồng một năm. Những mô hình khởi nghiệp đã được tiếp sức kịp thời, giúp nhiều thanh niên biến ý tưởng thành mô hình sản xuất hiệu quả, cải thiện kinh tế và làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều bạn trẻ khởi nghiệp thành công trên chính quê hương của mình. Và cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 11 giờ trong chương trình Miền Tây Hôm Nay Trưa được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia VTV Cần Thơ.